Oh,
dành tặng cho tâm mùa thôn Bùi ạ. Xin mời đoàn nán lại sân khấu. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Đoàn xã, Phó trưởng Tiểu ban Văn hóa Thể thao Lễ hội lên tặng hoa cho đoàn. Xin trân trọng kính mời ạ. Take advantage of financial market moves by buying or selling with the number one broker. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí, kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.